gia đình, hoàn cảnh gia đình nghèo, đi bắt ốc không có tiền rồi để đi học. Vậy hả? Học lớp 10 học trường gì nhớ không? Dạ đúng đó, mình chế. Lợi dụng là sao? Thì mình cũng nói giáo bộ mình nói anh cũng có đi mua cho em cái máy đồ, máy chụp phim ảnh đồ đó. Ừ. Giáo bộ mình nói thì mình mới nhảy vô mình ăn ở với nó. Chứ đâu nhanh như vậy anh? Chứ gì mới trơn đòi ăn ở người ta rồi. Ăn ở là gì? Ăn ở là mình vô mình dùng cái chiêu mình để mà nhào vô mình ăn ở với nó để cho được kiếm đứa con vậy đó. Không có mà xin hoài. Có nè, mà cũng như là thấy mấy lựa mấy người vào quay phim ảnh hút cho nó ha. Hôm nay thì Út Nhất ở nhà cũng rảnh, và Út Nhất nói ở đây ớt của anh Ba Cường thì rất là nhiều trái và hái tặng cho các anh em. Thì có anh Tú nữa. Hái ớt theo kiểu Lý Tử Long hay gì anh Tú? Dạ, hái kiểu anh Lý Tử Long. Hai kiểu anh Lý Tử Long. Hồi đó giờ mới gặp Lý Tử Long hái ớt luôn á. Hả? Dạ. Mới gặp anh Lý Tử Long hái ớt luôn á. Dạ. Là sao nghĩ đi đánh võ là rảnh là đi hái ớt hả? Này có như là mình là làm hiền mình phải né ra cồn để mà mình đi hái ớt. Ừ. Để cho con người mình nó hiền từ tu thân. Tu thân. Tu thân đi hái ớt ha. Dạ. Giỏi ha. Anh Tú này đi hái ớt cũng tiền không á? Có kêu anh đi hái ớt thử không ông Nhất? Có cần có kêu nó mà nó bẻ nó có bẻ quen đó. Ừ. Chừng nào đi nhổ hành đó Út Nhất rủ anh Tú đi chung cho vui anh. Sẵn có tiền luôn. Kiểu như nó nhổ không quen cái nó không biết bó đó. Ớt này hái nhiêu ký anh Tú? Có nhiều hơn. Anh Tú. Ớt này hả? Ớt này hiện tại bây giờ chắc cũng cỡ mười mấy ngàn ký. Dạ hả? Ớt này ăn ngon không? Ngon. Anh ăn được không? Bỏ vô thịt à, ngon chứ. Dạ hả? Mà anh có ăn được không? Dạ được. Được ha. Hái ớt mà ăn thì đi nữa đó, phải vừa thôi. Thần tượng Lý Tiểu Long mà. Anh muốn đồ mới không? Anh có muốn đồ mới không anh Tú? Dạ. Anh có muốn có đồ mới không? Đồ mới hả? Ừ. Đồ mới mặc theo Lý Tiểu Long em mua cho anh bộ. Ừ. Lý Tiểu Long thích mặc đồ màu gì? Anh Lý Tiểu Long anh rất là thích bận quần dài. À. Quần dài áo tay dài. À đúng rồi, đúng luôn á. À, màu gì nhớ không? Áo tay dài với lại quần dài. Mà màu gì? Màu vải á. Anh, màu vải là màu gì? Màu vải là như người ta mai rồi vậy đó. Màu vàng hay màu xanh hay màu đỏ? Mình lên vợ mình lựa tùy theo màu mình lựa mới biết. Dạ yeah. Dạ yeah. Ừ. Mình lựa mới biết, mình ở dưới đây sao mình biết được. Hái ớt này nè. Nó rất là nhiều màu. Ừ. Hái ớt này là tặng cho em hay là sao, hay là bán? Cái này hái để cho người ta quay phim đồ vô ảnh đồ chơi. Dạ yeah, ha, làm kỷ niệm. Làm kỷ niệm vô ảnh. Ừ, giới thiệu về quê mình đi cho mấy cô chú anh chị biết. Hả? Anh Tú. Hả? À. Giới thiệu về quê mình đi. Dạ, xứ của em đây là xứ của Tân Quê. À. Tân Quê này là đi hái ớt rồi. À. Rồi sao nữa? Đi hái ớt để mà đem rồi được vợ bán cho người ta đi. Ồ, cái ớt trái nào trái nấy no nưỡng. Ớt này là phải ớt hiểm này, nó rất là ngon luôn á anh Đồng. Cái này không hái là nó cũng rụng à. Rụng. Hái mấy trái chín hết cái này luôn đi Út Nhất. Đây kìa bên này nữa nè. Chín là phải hái, không hái là nó rụng uổng lắm. Và ớt này quý lắm nha. Ớt này ngon lắm. Anh thấy cái ớt này sao anh Tú? Ớt rất là ngon. Ừ. Bỏ vô thịt ăn rất là thơm. Rất là thơm. Trưa nay ăn cơm ở nhà anh Tám hay nhà của vợ? Tôi nhà ăn ở dưới nhà anh Tám nè. Nhà anh Tám hả? Ừ. Này hỏi anh Tám coi nấu món gì vậy? Nấu món gì anh Tám, có thịt không? Có cá lóc kho tiêu đó. Ngon không? Dạ ngon. Vì sao ngon? Tại vì được ăn cơm như nhà mình ngon. Thích ăn cá lóc đó không? Dạ. Cá lóc đó sáng mua hay sao không biết? Mua rồi. Nhiều anh? Cá lóc nó có 47 ngàn. Nguyên ngày? Ăn ngày đó.
Trời ơi, anh Tú anh hái ớt nhanh quá nè, ốc dứt. Mà hái không có gãy nhánh nha. Ừ, không, nó hái hồi đó giờ nó bẻ. Nhưng mà anh Tú thì làm việc bất cứ việc gì anh làm rất là chuyên cần luôn á, ốc dứt. Vậy mới có vợ được đúng không anh Tú? Anh Tú ơi. Rồi cứ bẻ ai này được hả? Em thấy một cái cây bên kia nó gần lụi rồi kìa. Mình bẻ cái cây đó đi đưa cho bác ba luôn. Mấy cây này quá trái nhiều luôn nè. Cây này đâu mà giữ cả. Cây bên kia nó gần lụi trái luôn, giống nhất thấy không? Cây bên đó khác giống á. Khác giống. Cây bên đó mới ngon hơn cây bên này nè. Đúng rồi. Cây bên đó là cây ớt xanh. Anh Tú anh đó hái luôn anh Tú ơi. Anh Tám hái bên này, anh Tú hái bên kia đi. Ớt chim á, loại chim xanh á, còn này ớt hiểm, trái trắng. Ớt hiểm trắng ha. À có nghĩa là trái kia còn sống á thì nó màu xanh. Còn trái này còn sống thì nó màu vàng đúng không? Đây. Sống là màu vàng, chín thì màu đỏ. Nhưng mà giống bên kia là ngon hơn hả? Bên kia nó ngon hơn. Ớt này ăn nó thơm lắm. Thơm không, ớt này ngon lắm. Ốc dứt ăn ớt được không? Ớt ăn ớt là anh Đồng biết nó giúp mình có tác dụng gì không? Cũng như là cái độ cay á, nó làm cho trong cái họng mình nó không có còn cái sự tanh hôi hay cái gì bất cứ. Khử mùi tanh của cá. Ừ. Cho nên nó làm cho mình trong bữa ăn nó có sự ngon hơn. Ngoài ra trong cái trái ớt nó có rất là nhiều vitamin A và nó giúp cho người ta sáng mắt. Hãy qua giỏi anh Tú ơi. Anh Tú. Dạ. Hái ớt này bán đi nhà hàng ha. Dạ. Bán lấy tiền đi nhà hàng. Dạ. Mình thấy anh Tám anh hái ớt gì là anh cực hay là anh khỏe? Hái ớt này hả? Anh Tám kìa. Cũng như là ổng cũng vui vẻ, ổng mới ra mấy cây ớt này ổng mới hâm, ổng mới thấy nhiều quá anh mới vẻ. Ừ. Là thấy con người ảnh cũng vui vẻ đúng không? Ờ vui vẻ, anh mới ra đây để mà anh hái. Còn anh có vui vẻ không? Có. Ê ha. Gặp tụi em là anh buồn hay là anh vui anh Tú? Dạ vui. Vì sao? Vui là cũng như gặp được để nói chuyện nhắc về câu chuyện của anh Lý Tử Long đó. Ngoài Lý Tử Long với Tây Vô Ký anh còn biết phim gì nữa không? Không. Học được hai môn anh Lý Tử Long mà cũng. Dạ. Dạ. Mấy môn kia hình như là nó mệt quá đúng không? Anh Lý Tử Long mà. Lại anh Tâm Tạng được rồi. Hai câu đó thôi. Qua nó kìa. Thấy còn hay vậy? Anh Tú dễ thương lắm. Thật ra là cô bác quý anh chị có để ý không? Mặc dù là anh Tú nói chuyện nó có phần chân thật. Nhưng mà mở câu nào ra là dạ. Ngày xưa anh học lớp mấy anh Tú? Dạ. Ngày xưa anh học, ngồi xuống đi. Ngày xưa học lớp mấy nhỉ? Ngày xưa học lớp 10. Lớp 10. Sao nghỉ? Tại cũng như gia đình, hoàn cảnh gia đình nghèo, đi bắt ốc không có tiền rồi để đi học. Vậy hả? Yeah. Học lớp 10 học trường gì nhớ không? Dạ. Đi học cũng nghèo, đi bắt ốc rồi không có tiền thì bỏ nghỉ. Phải hôm đó sao nghe anh Tám nói mà anh không có được đi học? Hoàn cảnh gia đình nghèo, học không có tiền. Học lớp 10 thuộc bài thơ nào không? Biết cái võ nghệ anh Lý Tử Long gì thôi chứ không có biết cái gì đâu. Có học được học ông cũng nhất. Gì cơ? Anh Tú có được học không? Mù chữ, bốn đứa sau mù chữ thôi cơ. À. Vậy mà anh nói anh đặt chuyện ra nói học, anh học lớp 10 trời. Có không ông? Anh Tú ơi. Dạ. Có ông đây nghe. Sao anh Tám nói trước nghe vậy? Cái miệng cười cười kìa. Tại anh Tám nói gì với mình cũng không phải chế là chế là chế lại chế lại để cho mình con người có ăn học kia, để cho người phụ nữ hương mình chút chứ. Chứ mình nói không có ăn học là sao? Mình nói dốt nát á thì mấy cái người mà mấy cái người phụ nữ gặp mình ít có khoái lắm. Dạ hả? Ít hết. À, vì sao nó thích ăn học ta? Nó biết mấy cái người có ăn học nó không có biết đi theo nó không có chơi bai mình. Ừ. Còn nếu mà mình dốt nát quá nó chơi, nó nghe cái tiếng đồn nó chơi. Ừ. Nó nghe cái tiếng đồn mình dốt. Ừ. Chơi. Nó chơi nên là nữ mình nói lớp 10.
mà lỡ nó kêu mình đọc chữ mình không biết đọc rồi sao? Không biết đọc thì mình cũng phải hạn chế, mình nói là anh có ăn học mình cũng phải chế, mình cũng phải mình nói lợi dụng nó, mình chế lợi dụng. Lợi dụng là sao? Thì mình cũng nói giả bộ mình nói anh cũng có đi mua cho em cái máy đồ, máy chụp phim ảnh đồ đó. Ừ. Giáo bộ mình nói mình mới nhảy vô mình ăn ở với nó. Nhanh như vậy anh. Chứ gì mới trơn đòi ăn ở người ta rồi. Ăn ở là gì? Ăn ở là mình vô mình dùng cái chiêu mình để mình nhào vô mình ăn ở với nó để cho được kiếm đứa con vậy đó. Nhào vô ăn ở nó quánh gãy răng á. Dở gì chứ lẽ anh ở lòng nào đi đi làm như vậy sao phải không? Ờ. Mình cũng phải nói ở ăn ở với nhau để mà kiếm đứa con để mà lấy cái dòng nồi của mình lại. Nói vậy là nó chịu liền hả? Chứ để hầu nếu mà mình không nói cái tiếng mình có ăn học lớp 10 thì nó chơi cái dòng nồi này. Nó chơi cái dòng nồi mình ngu dốt ra. Mình mới phải đặt chuyện ra như vậy. Anh đố này đúng là anh khôn quá. Vậy là mình phải chế lờ lại. Mình nói có giả bộ mình la mình cái chuyện mình không có ăn học mà, nhưng mà mình chế lời mình la có ăn học nên kia nó mới không có chơi cái giọng giống mình ngu dốt. À. Vậy là con gái là nó thích những người có ăn học. Nó khóa mấy người có ăn học mà để heo bảo vệ nó. Ừ. Nếu không nó chơi cái giọng nồi mình ngu dốt đúng không? À. Nó mới đặt chuyện ra như vậy. À. Cái chuyện mình ngu lú ở đâu không biết, nhưng mà mình cũng phải gà vô mình la mình có ăn học. Cho nó biết. Cái gì mà ngu lú gì nữa? Là cái chuyện cũng như là nó chơi cái dòng giống của mình á, thiếu ăn học á, hiểu không? Nó chơi cái dòng giống mình thiếu ăn học á. Nó chơi cái dòng nồi của mình thiếu ăn học. Nó chơi bài nó không dám hương. Nhưng mà khi mà nó chơi vậy là mình buồn không? Không buồn. Nó hạ ông biết rồi mà ông nó không cho ông lại gần, không cho ông ăn ở hoài biết rồi ông cũng yếu đuối thì chết luôn. Đầu gỉ cái thì chết luôn là nó không cho lại gần gờ gẫm như nên lâu ngày cái thì thấm cái thì chết luôn. Gờ gì con gái ta mới gặp mà đòi ăn ở người ta rồi, thì cái kiểu như mình cũng phải là nói làm sao để cho nó ăn cho, hiểu không? Chứ nếu mà mình nói ra dốt nát thì nó biết. Nó biết cái tình thế của mình dốt. Mình phải nói có ăn học. Mình cũng phải nói với nó là mình có ăn học. Mình giáo bộ nó mình có ăn học. Tôi học đây lớp 10 nó mới dám tới. Rồi cuối cùng là mình phải nói lại là mình có ăn học. Mình nói có ăn học nó mới dám lại. Còn nếu mà mình nói không có ăn học thì nó đâu có dám lại đây để đi uống cà phê với mình. Duy trì nồi giống. Mình giả bộ là mình có ăn học. Lặn cho nó nghe cái tiếng đồ mình có ăn học. Lặn nó mới dựa vô mình được, mà nó mới dựa vô con người của mình được. Biết mình có tiền, dựa vô. Còn nếu mà mình nói thiếu ăn học là nó chơi mình con người dốt nát, thiếu ăn học. Là mình không được gần gũi nó. Rồi sao nữa? Nó không cho mình lại gần. Ừ. Mình nói có ăn học có nó cho mình lợi gần, còn nếu mà nói dốt nát thì nó chơi bay. Nó về nhà đánh giá con người mình chơi bay. Cho lợi gần. Anh Tú rất là kỹ luôn á, mỗi lần làm xong là tự động rửa tay thấy không? Rất là kỹ luôn á. Với lại anh Tám ta hái ớt tặng cho anh em của tụi em ha. Giờ bản em cũng nhớ anh đã từng cực khổ hái ớt cho em, rồi em sẽ giới thiệu cho anh một cái cô nào nó đẹp đà là anh Tú có ăn học được không? Dạ được. Em nên nói như thế nào? Em nói anh Tú học lớp 10. Rồi sao nữa? Qua đến gia đình của anh Út Tuấn để mà giúp đỡ, qua bệnh giúp đỡ cho em được người yêu. Giúp người yêu. Bây giờ nói anh có vợ không? Dạ nó chưa có vợ. Nó chưa có vợ ha. Vì sao nó chưa có vợ? Nó chưa có vợ, con cái bà đó bả mới hương mình được. Dạ anh biết nha. Chứ nếu mà nói nó có vợ gầu cái bả sượng nè. Sượng? Sao bả sượng? Thì bả nghe cái tiếng đồn mình có vợ gầu thì bả sượng, bả không dám nói chuyện với mình, hiểu không? Mình gì là mình lừa gạt ta rồi. Thì cũng như mình muốn mu- mu-
muốn quen gợi mình phải lừa gạt bả như vậy. Chưa có vợ, chưa có vợ, chứ nếu mà có vợ rồi bả nghe được cái tiếng của mình nó bển là bả sượng ngắt liền. Ừ. Nên là nữ là mình anh chưa có vợ đang còn trong thắng gì đấy. Chứ nó có vợ rồi là nó sượng liền. Bây giờ giới thiệu, tự giới thiệu mình để cho mấy em gái biết rồi. Nói anh Tú chưa có vợ, chưa có gia đình. Ừ. Học lớp lớp 10. Học lớp 10 vẫn còn gì? Vẫn còn trong thắng. Trong trắng. Và muốn có người yêu hả? Anh Tú chưa có gia đình, nói gì? Nó có nói muốn có người yêu không? Nói là có người yêu với bả sượng à, bả không dám. Nó chưa có người yêu luôn đúng không? Dạ, nó chưa có người yêu. Cần người yêu như thế nào? Cần người yêu là giống như là mình cần người yêu là mình cũng bên đây cũng thương mến bả gì đó. Cần người yêu đẹp như người mẫu không? Dạ đẹp. Nói sao, chiều cao sao, nói như cây tre không hay sao? Thì gần như cây tre. Mấy gọi là người mẫu. Dạ. Yeah. Yeah. Bà thích người yêu giống người mẫu hay là sao? Mình thích người yêu gan như người mẫu, như nó cao gáo cái này. Ừ, dễ thương ha. Dạ. Yeah. Rồi nói anh Tú đẹp trai xin chào mọi người đi. Anh Tú đẹp trai xin chào mọi người. Bây giờ anh Tú cần người yêu. Hả? Nói đang chờ người yêu. Đang chờ người yêu. Đang chờ người yêu. Để cùng nhau gì? Để cùng nhau để mà cùng nhau làm bạn với người yêu của mình vậy. Bây giờ anh Tú không có điện thoại mà anh Tú nghèo quá, người ta đâu chịu quen. Nghèo không có điện thoại hả? Cái điện thoại thì mình không có nói, mình nói chuyện bằng miệng được rồi, cần gì phải nói điện thoại. Mình nói chuyện qua lại với nhau. Con gái bây giờ nó có xe, có điện thoại rồi nó mới chịu quen. Thì biết rằng như có vậy. Con ngựa sắt với lại cái chụp ảnh quay phim là nó mới chịu. Thì mình nói như vậy đi, mình nói bằng miệng như tướng tiên vậy đi chứ cái nhiều quá mình đâu có biết ai là hơn mình thiệt tình phải không? Mình không ăn từ từ mình gìn mò để mà mình tặng cho nó chính xác. Đúng rồi. Nếu mà nó tùm lum tùm le đó mình đâu có biết người nào mà thật sự đâu phải không? Để mình về mình nằm đêm mình suy nghĩ lại mình mới biết cái kết quả mà mình tặng cho người đó cho nó chính xác hơn. Chứ tặng không chính xác thì sao? Tặng không chính xác thì con người của mình nó hơi yếu hèn. Con người mình yếu. Mình về mình để mình ngủ đi mình tìm hiểu lại cái khoảng cách của mình suy nghĩ ra. Để coi người nào thương mình thiệt tình đó, mình mới tặng cho người đó. Nó mới chính xác được. Nó mới ngay, nó mới chính xác. Còn tặng không chính xác là mình bị là cái con người mình nó yếu hèn. Nên tặng nó không có ngay. Không có ngay thì đấy nó cũng ổn. Nó ổn cái khoảng cách của mình, nó ổn. Tặng sao mà cho người yêu mình cho nó chính xác mà cho nó ngay ngắn. Đàng hoàng. Đàng hoàng nó mới gọi là tặng. Chứ nếu mà mình chơi mà mình nói đi lên đi xuống rồi này nọ nó chưa có tìm hiểu được. Chưa có tìm hiểu được thì sao mình tặng được. Mà sao cái đoạn clip này là vợ anh thấy rồi đó. Thì nói cái tiếng vợ thì mình cũng như là mình nói giả bộ mình giấu, mình nói chưa có vợ. Cho mình nói nếu mà có vợ gặp cái bên bển nó nghe được cái nó hơi sượng. Mình nói còn trai thanh niên. Còn trai thanh niên như tuổi, giới thiệu như tuổi luôn. Thì mình nói khoảng bốn mấy, mình like nói chưa còn trai thanh niên trong trắng gì đấy. Trong trắng là sao em không hiểu? Trong trắng là mình chưa có vợ. Chứ nói nếu mà mình có vợ gặp cái làm như nó hơi sượng liền. Bà nghe cái bà sượng. Vậy là thích có người yêu nữa. Bạn nghe cái bà sự. Nhưng mà có vợ anh ở đây anh dám nói không? Không có, cũng như là mình nói giữa chỗ như có nhà của anh ba đây nè, mình uống cà phê giữa bộ mình nói cho nó vui vẻ để mình uống cà phê, hiểu không? Theo thế ra mình nói như vậy mà mình cũng đâu có dám làm, nhưng mà mình đi lén đi lút gì thôi. Chứ đâu có dám khai khai. Tại giống như này nè, cũng như là mình giữa chỗ mình đặt chuyện ra mình nói thôi. Nhưng mà có này mình cũng đi lén. Có thì mình bịt miệng rồi mà mình đi lén gì á. Cái này cũng như giữa chỗ như quán xá của người ta, mình cũng như là lỡ tới đây mà để mà đặt chuyện ra để mà mình nói cho nó vui gì thôi. Chứ không phải mình làm thiệt nha. Đừng có bao giờ làm thiệt ha. Mình không có làm thiệt, nhưng mà mình nói cái chuyện nói cho đặt chuyện ra nói cho nó vui vẻ gì thôi, chứ không có làm thiệt, nhưng mà nói cho nó vui gì thôi. Anh Tú là nhìn đẹp trai gan người mẫu luôn trời. Đi dáng đi cũng giống nữa. Hồi sớm là cái dáng đi là giống lắm rồi. Như mình đặt chuyện cái câu chuyện ra mình kể cho nó vui thôi chứ không có làm thiệt nha. Mình giả bộ mình nói gì kể cho nó vui vậy thôi. Sợ vợ la nè nên là nữ chớ lại nè.
đúng không? Như vậy nó nghe được thì nó ghen tu. Mình không kính thì nó ghen tu. Kính cái miệng phun. Nhưng mình phải nịch kính lại chứ để không nó ghen tu. Không có cái sự máu ghen. Nó máu ghen đó hả? Nó ghen vì sao ghen anh? Nó ghen cũng như mình sống ở gần dòng hổ người ta, mình nói nó nghe được cái nó ghen. Nó nói mình nó ganh tị. Để mà đi qua bên đó mà để mà bỏ nó vậy đó. Không ở ăn ở với nó. Rồi nó chán ăn ghét thì nó bỏ mình vậy đó. Rồi lúc trắng tay luôn. Nó bỏ mình thì mình buồn rầu. Buồn rầu sao anh? Buồn rầu nó đi lấy chồng khác. Đi bỏ mình nó đi lấy chồng khác. Vậy thôi bây giờ xin lỗi vợ. Tại vì người ta mới nói là cái câu chuyện nó rất là khó khăn trong cuộc sống của mình vậy đó. Thấy gì với con người của mình, thấy gì với nó rất là khó. Nói gì nói vậy mà nó rất là khó. Bỏ cái nó buông luôn rồi. Bỏ là buông luôn đấy ha. Bởi vì con người của mình sống thấy gì đó, trong đời sống loài người của mình với nó rất là khó khăn. Loài người là khó khăn. Nói thì tới gần cái tiếng mình nói mình cởi sự hiết nghe vậy khó vậy. Phải không? Nếu mà qua bển mình có cứ có hỏi này nọ rồi mình tặng quà này đường nọ đó. Nó ghen tuôn này chuyện nọ cái nó bỏ mình. Mình bỏ mình có vợ mới. Thì bởi vì biết rằng vậy rồi mà đều nó giọt đi lấy chồng. Bỏ mình đi lấy chồng khác. Rồi xin đi hút hả? Bỏ mình đi lấy chồng khác. Sao thuốc không có mà xin hoài? Có nè, mà cũng như là thấy mấy lựa mấy người và quay phim ảnh hút cho nó hơn. Chúa. Cái giờ thuốc em có mà nhưng mà giữa chỗ mình muốn lợi dụng mấy cái người quay phim ảnh hút cho nó hơn chút. Lợi dụng nữa. Lợi dụng luôn hả? Thuốc mà có khi hút nó không ngon. Quay phim hút thấy hơn. Trời. Mình lừa cái dịp này mình lợi dụng ổng mới được hiểu không? Nhưng mà ổng thì vừa bệnh làm sao lợi dụng ổng. Giống như là cắt cái nhà này cũng như là ở tên nhà em cắt cái nhà cho má em phải không? Nhờ cái dịp này ổng qua đây mình lợi dụng ổng mới được. Nếu mà mình sa ngã ổng vừa bệnh làm sao mà lợi dụng ổng được. Cái dịp cơ hậu này mình lợi dụng ổng. Mình lợi dụng ổng mình vui không? Dạ, rất là vui. Vì sao? Là vui là cũng như được ảnh qua đây mà quay phim ảnh cho anh Tám Dứt vậy đó. Rồi mình lợi dụng anh được nữa mình vui. Để mà qua đây mình lợi dụng ổng một hai điếu thuốc mình hút cho nó hơm miệng chơi. Như kể cái sự tích mấy ông già lão đồ hút hút đồ. Mình cũng muốn đóng vai tuồng với ổng. Chứ nói gì là mấy cái miếng ăn thì mình không có nhắc đến. Nếu mà nhắc đến kể ra thì người ta cho con người của mình là con người ích kỷ. Mà phải lợi dụng ổng một hai nó hút hút chơi. Mà thấy ổng buồn không? Dạ, ổng con người ổng rất là vui mình mới lợi dụng được. Mình con người buồn là không lợi dụng được hả? Dạ. Mình thấy ổng qua bên đây đó, ổng cắt nhà cho má em thịnh đó. Mình cũng muốn lợi dụng ổng một hai đứa thuốc hút chơi. Chứ thật tế ra mình không có làm như vậy. Mà nhưng mà con cái giữa chỗ mình thấy ổng vui vẻ với ảnh cũng thương mến mình á, mình mới lấy của ổng. Chứ thật tế ra cũng không dám lấy. Thôi cảm ơn anh lợi dụng cái đi. Dạ, cảm ơn anh Út. Út gì? Anh Út Quân. Út Nghĩa. Út Nghĩa. Cảm ơn anh Hai Nghĩa. Rồi. Anh cảm Hai. Ơn anh. Dạ. Rồi cảm ơn anh đã lợi dụng anh một đồng. Anh một đồng với anh Nghĩa. Là anh đã lợi dụng thành công. Lợi dụng thành công. Nó chạy nhìn anh Tú là cười chắc bãi bụng luôn á. Lâu lâu là cái dịp cắt nhà này là mới lợi dụng ổng mới được nha. Chứ hay là qua cái dịp này là hết lợi dụng rồi. Qua cái dịp này là ảnh bỏ đi kiếm người yêu là chích quyêu rồi. Không có hút rồi chích quyêu rồi. Lạnh lẽo chích quyêu rồi. Lạnh lẽo lạnh lẽo hút. Cười quá anh Tú. Nếu mà bỏ
qua cái nhiệm này anh đi lấy vợ cái là chích queo rồi lạnh lẽo buồn rầu biết chết. Rồi đi nhớ không? Nhớ chứ. Nhớ hả? Nhớ dữ không? Người ta nói động người ta nói đi cách ra 1000 dặm giờ cũng nhớ lại người yêu của mình với vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới cũng còn cái hơi. Đi 1000 dặm cũng nhớ ha. Vợ sắp cưới đừng nói đủ đi dù cho đi bao lâu cũng còn cái hơi. Mình cũng phải giữ niềm tin. Cái hơi đó ở đâu ra ta? Cái hơi là cũng như là cái sự vợ chồng mà sắp cưới về nhà đó. Thử hơi vô nó có cái mùi hơi. Anh Tám là kem phát. Mùi hơi kem vắng vợ mình sắp cưới. Còn cái hơi. Còn anh Tám là có mùi gì? Kem phát. Anh Tám kìa. Kem phát. Hôm qua hung anh. Kem phát dầu thơm luôn. Hôm qua hung anh Tám là có mùi gì? Mùi dầu thơm. Dạ. Dạ. Thôi hút thuốc đây, lợi dụng thành công rồi. Rồi chút giờ bển ăn cơm. Dạ.